Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đầy vườn cà chua đỏ chuyện luôn nha. Sẽ đi xuống, ở đây có chỗ đi xuống này. Các bạn ơi, ngô này là ngô tươi tốt, à khỏe. Cà chua này cà chua tươi tốt nè. Ăn một phát là bị hết ngay. Cà chua thì người ta hay nhầm lẫn với quả hồng nhá. Quả hồng thì giống như cà chua luôn. Hồng ăn ngon ơi là ngon. Quả chua ăn ngon ơi là ngon. Cà chua này để có đứa bạn mình nó bảo là cứ ăn đi, ăn nhiều vào mày sẽ không bị mất, sẽ bị không bị mất. Cà chua này chúng ta có thể giúp cà chua nhá. Đây, quả chua. Ngọt ơi là ngon thế này. Thôi mình sẽ xem bên này nhé. Xem bên này. Cả chua toàn quả chua con luôn. Cà chua này mình làm gì nhỉ? Cà chua này mình hay là mình sẽ xem đi. Con ruột đâu mình chẳng có tiền đâu mà ăn 1.000 một bát. Tại vì mình chỉ có 10.000 thôi. 10.000 mà mình bảo mua cho mua một cái bim bim thôi. Còn 5.000 mua bánh mì ăn rồi. Mấy năm rồi. Đây là vườn thu hoạch nhé. Ngon chưa, ngon chưa. Ui, chuồng quá xuống luôn. Cho quá xuống nhá. Để sợ. Đây, chuồng quá xanh đây. Quả xanh chứa cà chua này, lúc mình đã giới thiệu quả cà chua rồi đấy. Nhưng mà chưa nhìn thấy quả chua này, nó to này, dài này, ngon này. À, bài bụt. Bé, nó nhìn mẹ.
đình người ta còn trồng gần thêm những cái dòng bóp này. Hái trộm quả nhá. Mình là người chân chính nhá, mình chả trộm quả thôi. Được. Đèn đấy, cái này làm gì nhỉ? Ôi quả cà chua nó là thối rất hết rồi. Cà chua nó cứ sử dụng nhỉ. Mình hái làm gì đâu, nhà mình cũng có. Cái cà chua nhà mình có mấy một tí. Ngon chưa? Muốn ăn bố các bạn. Mà trắng đồ ăn. Đời tôi, mình nghe thui quá. Đời tôi dân thui, đi đâu cũng đen thui. Vì tôi dân thui, đi đâu cũng đen thui. Đấy, là bài ca. Bài ca dân thui. Rồi mình sẽ đọc lại cho các bạn. Đời tôi đen thui, đi đâu cũng đen thui. Vì tôi đen thui nên đi đâu cũng đen thui. Đấy, phải có bài ca đen thui thì để ta biết là mình đời đen thui nên đi đâu cũng đen thui. Vì mình đen thui nên mình cũng đi đen thui. Đấy các bạn ạ, mình vừa giới thiệu với các bạn con cá chua rồi đấy. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like lại cái để đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn các bạn những video lần sau. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn nhé.